Niger trục xuất đại sứ Pháp. Bộ Ngoại giao Niger yêu cầu đại sứ Ai rời khỏi nước này trong 48 tiếng sau khi quan chức ngoại giao Pháp từ chối phản hồi thư mời họp. Trong thông cáo ngày 25 tháng 8, Bộ Ngoại giao Niger cho biết chính quyền nước này rút quyết định công nhận đối với đại sứ Pháp Sivai Ai. Quyết định được đưa ra sau khi đại sứ Ai từ chối phản hồi thư mời họp của Ngoại trưởng Niger, cũng như các hành động khác từ chính phủ Pháp đi ngược lợi ích của Niger. Giới chức Niger ra thời hạn 48 tiếng để đại sứ Ai rời khỏi quốc gia này. Bộ Ngoại giao Pháp sau đó tuyên bố không chấp nhận lệnh trục xuất, khẳng định chính quyền quân sự Niger không có thẩm quyền yêu cầu điều này và chỉ có chính quyền dân cử hợp pháp mới có quyền công nhận đại sứ. Quyết định trục xuất được đưa ra sau khi giới chức Niger nhiều lần chỉ trích Pháp, trong đó cáo buộc Paris muốn can thiệp quân sự vào quốc gia này để khôi phục quyền lực cho tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum. Chính quyền quân sự Niger cũng cho rằng Pháp chi phối cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi, ECOWAS. Quân đội Niger ngày 26 tháng 7 lật đổ ông Bazoum và thành lập chính quyền quân sự lâm thời. Ông Bazoum bị quản thúc tại nhà riêng và không xuất hiện trước công chúng hơn nửa tháng qua. Một số đồng minh cho biết ông Bazoum đã được gặp bác sĩ và tiếp tế thực phẩm. ECOWAS phản đối vụ đảo chính, áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế và phong tỏa giao thông với Niger, đồng thời kích hoạt lực lượng thường trực để chuẩn bị cho kịch bản can thiệp quân sự. Pháp tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ và kiên quyết nỗ lực của ECOWAS nhằm khôi phục chức vụ cho ông Bazoum. Pháp cũng liên tục kêu gọi chính quyền quân sự Niger trả tự do cho ông Bazoum, bày tỏ quan ngại về tình trạng của chính trị gia này. Chính phủ Pháp không công nhận quyết định đơn phương của chính quyền quân sự Niger vào đầu tháng 8, trong đó hủy các thỏa thuận hợp tác với quân đội Pháp, cũng với lập luận chỉ có chính quyền dân cử ở Niger mới đủ thẩm quyền điều chỉnh quan hệ song phương. Khoảng 1.500 lính Pháp đồn trú tại Niger để hỗ trợ nước này đối phó với phiến quân Hồi giáo cực đoan. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.